đánh nhau đối đầu như kiểu cờ tướng vậy, anh cũng Thì và còn thường đội cũng đâu khác. phải người nào cũng đánh được đâu, đánh đương nhiên là đánh người suy nghĩ nước cờ này nọ đâu đơn giản đâu. Anh chơi điện thoại nhức đầu lắm, nó nhỏ, thấy mày tỉnh không? Mày định chơi chứ điện thoại nhỏ lắm. Cơ rồi, làm cơ đấy mày tỉnh nghe, điện thoại nhỏ lắm, cũng có đấy. Đúng rồi, tùy mấy cơ, nếu mà mấy cơ đấy toàn được quen. Tao cũng nhìn trong điện thoại rồi. Anh nó đi khách tiếp.
Thank you.
Con cái của ông là mấy ông mua cái quần.
chưa được nữa. Thank you.